Vâng. Bài của ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là mình sẽ dạy loại yoga gì. Nào, thế lưỡi công ngồi nhé. Đan 10 ngón chân, khép chặt 10 cái ngón chân, bàn chân, lòng bàn chân vào nhau này. Trụm hai lòng bàn chân ép vào nhau nhé. Rồi hai bàn tay này, ép chặt hai lòng bàn chân vào, nắm chặt hai lòng bàn chân vào. Rồi, rồi sau đó dùng sức của mình ép cái đầu gối xả, ép cái đầu gối này, nó bênh lên đúng không? Ép cái đầu gối xuống được rồi, thẳng lưng. Rồi, dùng sức ép hai cái đầu gối xuống sàn, hai bàn tay thì ép chặt hai lòng bàn chân vào nhau. Rồi vậy giữ nguyên nhá, tĩnh và khóa chặt. Cái cách tập thì chúng ta biết tập rồi, giữ thật tĩnh trong vòng 3 phút. Và đối với người khỏe thì mình có thể dùng từ 100 đến 200% sức. Đi hết quãng đường là 3 phút. Còn đối với người yếu thì ta đi 2 30 giây thôi, đi 2 30% thôi để đi được hết quãng đường là 3 phút. Thì buổi trước có một chị hỏi rằng là em có dạy cho học viên nhưng mà em dạy nhẹ nhàng thì có được không? Chứ khó quá bạn ấy không tập được. Trong nhóm của mình đấy, hình như chị Hà sao đấy, chị hỏi như vậy. Thì tôi đã trả lời rất là rõ và ngày nào cũng trả lời nhé, đúng không? Động tác thì giữ 3 phút, nhưng đối với người khỏe chúng ta có thể tập 100% sức của mình. Và với người yếu, tùy từng người yếu nhé, có người yếu nhiều, người yếu ít, thì chúng ta tập khoảng 2-30% sức thôi, thì cũng hướng dẫn họ tập 2-30% sức thôi, tùy vào cái sức của họ, miễn sao họ duy trì được trong vòng 3 phút là được. Và phải giữ được trong 3 phút mới có tác dụng chữa bệnh dưỡng sinh nhé. Chứ chúng ta không có nhiều thời gian đâu, cứ mỗi ngày mới lây may lây mày là sần mò đến vùng làm sao, mất đến cả 5 giờ mà chưa chữa được bệnh cho người ta thì người ta sẽ không tập luyện với mình đâu. Sau đó mình cứ hợp cái nọ hợp cái kia, ít nhất là phải 3 4 tháng là phải xong rồi, là khỏi bệnh rồi, hoặc chí ít cũng phải khỏi được 70-80% rồi. Rồi vậy thì cách tập là như vậy nhá, nặng hay nhẹ chả có quan trọng gì cả, chỉ cần biết là có 3 phút thôi. Và trong 3 phút đó chúng ta phải giữ tĩnh được, càng tĩnh càng tốt. Và để giữ tĩnh được thì cố gắng làm sao nhỉ, lựa chọn một cái lực sức vừa vừa sức tình trạng sức khỏe của mình hoặc là sức khỏe của học viên của mình đấy. Rồi vậy thì nhiều khi chúng ta sẽ tìm hiểu và hỏi mình làm huấn luyện viên yoga rồi nhưng mình làm huấn luyện viên yoga gì, đấy mới là cái quan trọng, đúng không? Có hàng trăm hàng nghìn loại yoga khác nhau và chúng ta cũng chẳng biết là mình thiếu loại yoga gì. Mọi người hay có cái câu là huấn luyện viên yoga trị liệu, đúng không? Hoặc là mong muốn được trở thành huấn luyện viên yoga trị liệu. Thì chính xác đấy, cái nhu cầu xương khớp bây giờ thị trường cực kỳ nhiều, và buổi trước tôi đã giải thích rất rõ rồi, nó là cái nghiệp chúng ta, và ai đó đang mắc phải nghiệp thì cần phải thay đổi cái nghiệp, có nghĩa là thay đổi cái thói quen cũ. Mà để thay đổi cái thói quen cũ thì rất là khó, chỉ có thay đổi từ ngày hôm nay thôi, chứ còn cũ hẳn rồi đã trải qua cả ngày hôm trước rồi chúng ta không sửa được. Thì có nghĩa là thay đổi cái thói quen cũ tại thời điểm của ngày hôm nay thì tương lai gần chúng ta sẽ khỏi bệnh thôi. Có nghĩa là cái nghiệp của mình tạo ra thì thay đổi cái nghiệp là xong, cũng giống như là nhân quả đấy. Thì đó nhá. Và chúng ta dạy yoga gì mới là quan trọng. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu này. Mọi người đang tập Jin Yoga với tôi, và tôi đang dạy mọi người cũng như chia sẻ với mọi người một loại hình yoga tên là Jin Yoga nhé. Y dài này, y ngắn này, trên nào thấp này, trên nào thấp đúng không? Thôi buông tay, dựng hai bàn chân của mình lên này, dựng cả hai thẳng chân nhé, thẳng nhé. Úp 10 ngón tay khép chặt, úp lòng bàn tay vào nhau. Đồng thời này, giữ thẳng cánh tay của mình lên, ép sát vào mang tay. Và chờ nó tê thôi, rất là dễ, đừng có giữ không 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 này nhá. Cứ thẳng ra ép sát vào tay. Đôi khi mình chỉ ép không rồi mình đã thấy chối rồi, rất là khó chịu. Động tác chúng ta nhằm hướng tới là chữa bệnh dưỡng sinh, chứ không phải tập để khó để đốt cháy năng lượng, nâng cao nâng cấp gì ở đây nhé, mà là chữa bệnh dưỡng sinh. Thẳng cái lưng của mình lên, hai đầu gối thẳng một đường, tay ghép sát vào mang tai. Động tác rất là đơn giản nhưng cực kỳ chối, chỉ giữ được khoảng vài 30 giây là đã cảm thấy mỏi rồi, tức rồi. Vậy thì đau vai gáy tất nhiên là có rồi, và tiền đình huyết áp hoặc là khó ngủ mất ngủ cũng là đương nhiên là có rồi đúng không? Ép sát tay vào mang tai nghiêm túc nhá, càng căng càng chắc càng chặt chẽ tốt, úp lòng bàn tay nhé chứ không phải đan 10 ngón tay vào nhau đâu. Rồi giữ thật tĩnh nhá, cứ hít thở bình thường và chờ đợi cơn tê nó tới. Thường thì chúng ta sẽ tê tầm khoảng giây thứ 30 đến giây thứ 45, và chúng ta phải cố gắng chịu đựng từ giây thứ 30 45 đó cho đến hết 3 phút. Thì đó chính là dòng Jinuga, đúng không? Chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về Jinuga là gì nhé. Để mà rèn luyện cơ thể của chúng ta đấy, thì chúng ta cần phải vận động rất là mạnh, có nghĩa là luyện thân thể.
Còn nếu như muốn rèn luyện cái tâm trí chúng ta thì chúng ta phải ngồi thiền và đọc rất là nhiều sách, đúng không? Đấy là thực tế nhé, liên tục chứng minh nhé. Và có một cái loại hình vận động nào đó không để có thể vừa thiền được và vừa tập được, vừa tập được nhé mà vừa thiền được để tránh lãng phí thời gian. Thời gian chúng ta không có nhiều đâu, chỉ có vài trăm chục năm trong cuộc đời thôi. Và ngay tại cái thời điểm này chúng ta đang bị cái bệnh về xương khớp rồi thì càng khỏi nhanh càng tốt chứ, thời gian đâu mà chờ đợi 5 3 năm nữa nó mới khỏi, đúng không? Vậy thì dòng Jin Yoga nó phát sinh ra nhằm đáp ứng nhu cầu của những người bận rộn không có nhiều thời gian. Thời gian chính là chúng ta dành vào kiếm sống rồi, nuôi sống gia đình của mình. Thôi buông tay rồi, tiếp tục nhá. Khép chặt hai chân vào nhau này, cái vặn người chúng tay trái về sau, đưa tay phải sang, rồi cứ vừa sức của mình thôi. Mình ăn cơm no thì mình tập 30% sức thôi, có ai ép mình tập 100% sức đâu. Rồi lần này thì quay cái đầu của mình nhìn về phía vai phải, quá thật căng, thật chắc, thật chặt nhá. Tiếp tục cùng tìm hiểu này, trong các cái động tác của Jin Yoga thì có cái điều gì xảy ra nhá. Thứ nhất này, khi chúng ta tập luyện các asana động tác thì đó chính là vận động. Và khi chúng ta giữ tĩnh asana động tác từ 2 phút đến 5 phút, đó là dòng sơ cấp thôi nhé. Jin Yoga nhưng mà chỉ là sơ cấp và căn bản thôi, chỉ là giữ tĩnh từ 2 đến 5 phút. Còn nếu như muốn là nâng cao hơn ở cái mức độ trung bình ấy, thì sẽ giữ từ 5 cho đến 7 hoặc 9 phút. 5, 7 hoặc 9 phút nhé. Chúng ta lấy trung bình ở tầm khoảng 7 phút. Và trung bình ở phần căn bản là 3 phút. Trung bình ở phần nâng cao lên một chút là 7 phút. Còn phần nâng cao thực sự thì nó còn tùy thuộc vào cái năng lực vận động của từng người, cũng như cái năng lực thiền của từng người. À, giống như có những người ngồi thiền, người ta có thể ngồi thiền vài ba tiếng, đúng không? Thì ngay tại đây, tại thời điểm này, chúng ta đang tập cái thế vặn người này, chúng ta có thể thiền được khoảng 1 tiếng trong tư thế không? Có nhá, chắc chắn là có. Và các vận tốc động tác vận động thì chính là vận động thân. Và khi chúng ta giữ tĩnh được tư thế động tác tối thiểu là 2 cho đến 5 phút và lấy mức trung bình là 3 phút thì đó là phần căn bản. 7 đến 9 phút thì đó là phần gì ạ? Trung cấp. Và tùy thuộc theo cái năng lực của mình có thể giữ được 2 30 phút hoặc vài ba tiếng. Thì đấy là nâng cao nhá, nâng cao tùy vào thể lực của từng người, tùy vào nhu cầu của mọi người hướng tới. Vậy thì cái điều đầu tiên chúng ta biết Jin Yoga là gì, đúng không? Là cái cách tập vừa luyện thân và vừa luyện tâm. Và quan trọng nhất là giữ cái thời gian rất là nhiều. Phần căn bản 3 phút, phần trung bình khá, gọi là phần gì ạ? Phần trung cấp ấy là khoảng 7 phút. Phần nâng cao là tùy thuộc vào thể lực của từng người, không phải là từng đây phút mới là nâng cao nhá. Mà có người có thể là giữ cả ngày, có người giữ sau 5 7 10 phút. Vậy thì mình có thể tự tổng kết được rồi, đúng không? Jin Yoga là gì, đúng không? Là một cách luyện thân và tâm, có nghĩa là vừa tập luyện vận động giáo dục thể chất vừa thiền. Rồi, chúng ta tiếp tục tìm hiểu cái phần tiếp theo nhé. Vậy thì cái cách tập của Jin Yoga nó như thế nào? Tại sao nó lại giữ nhiều thời gian như vậy, đúng không? Rồi, buông lỏng đổi bên. Cái phần người tiếp. Hầu hết các dòng yoga khác chỉ giữ vài ba chục giây thôi. Và trong trường hợp mọi người giữ vài ba chục giây nhé, là lát nữa chúng ta sẽ có những động tác cực kỳ khó. Có nghĩa là chúng ta phải chứng minh được rằng là sức khỏe của mình có thật, chứ không phải là tập tập luyện để chém gió, để bốc phét, đúng không? Hoặc là nói chuyện lý thuyết thôi. Có những động tác cực kỳ khó nhưng chúng ta vẫn giữ được 5, 7, 10 phút thì có nghĩa là đo lường được, chúng ta có nội lực, chúng ta có sức khỏe, đúng không? Không chỉ đơn giản mình giàu có về thể chất mà giàu có cả về trí tuệ nữa cơ, giàu có cả về sòng cảm xúc, cả bạn bè và đủ thứ. Và chúng ta phải chứng minh và đo lường được cái mình có đấy, chứ không có phải nói chung chung là tôi khỏe. Mình chỉ nhìn theo cái góc nhìn của mình, giữ được 30 giây mà mình bảo mình khỏe là vô lý, đúng không? Người ta giữ được động tác đến 30 phút thì chắc chắn người ta khỏe hơn rồi, đúng không? Vậy thì cách tập Jin Yoga là gì nhá? Thực ra các buổi trước đã giải thích khá là nhiều rồi, nhưng buổi ngày hôm nay rất là dễ này. Mọi người lắng nghe nhé và xem lại video này. Điều đầu tiên chúng ta phải thu được 5 giác quan vật lý vào trong cơ thể của mình. Và cái cách thu giác quan vật lý vào rất là dễ. Tất cả những động tác của Jin Yoga nhá, chúng ta đều làm theo cách sau. Và trong cách đó có 3 bước. Bước thứ nhất này, chúng ta thả lỏng cơ mặt, nhắm mắt và cúi nhẹ đầu, thư giãn gáy. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, thả lỏng hai ổ khớp vai và toàn bộ cánh tay. Bước thứ ba là thư giãn và mềm xung quanh vùng rốn của mình ra. Đó là 3 bước nhá. Sau khi mình làm được 3 cái bước đó thì 5 giác quan vật lý của mình bao gồm thính giác, thị giác, vị giác và khứu giác, xúc giác, có nghĩa là tai, mắt, mũi, miệng, đúng không? Và lông da. Những giác quan đó mặc định sẽ chui vào trong cơ thể của mình,
có nghĩa là nó sẽ không sao nhãng bay ra ở ngoài không gian hay là thế giới ngoại quan bên ngoài nữa, mà nó sẽ chui trong cơ thể mình khoảng 70 đến 85%. Đấy là công thức khoa học nhá. Và sau đó thì mình đưa năm cái giác quan đó tới cái vị trí đang tập luyện theo thứ tự ưu tiên. Vậy thì chúng ta lấy đơn ví dụ nhá, ở thứ thế này. Thứ tự ưu tiên chính là cái ổ khớp vai trái và ổ khớp vai phải vặn rất là mạnh. Nếu như tay trái và tay phải buông ra thì động tác hỏng luôn, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ tập trung khoảng 70-80% cái sức chú ý của năm giác quan đó vào ổ khớp vai phải và ổ khớp vai trái để giữ thật tĩnh, đúng không? Còn lại khoảng 20-30% thì chúng ta chia đều cho những cái bộ phận ít sử dụng. Ví dụ này, cái ổ khớp háng của hai chân, đúng không? Và toàn bộ các đốt sống cổ. Lưu ý nhá, mỗi động tác nó sẽ tác động vào vài nhóm cơ chính và chúng ta đặt tập trung chủ yếu vào cái thứ tự ưu tiên thôi. Thì cụ thể mỗi động tác nó sẽ tác động vào vị trí ưu tiên đầu tiên. Thì thông qua các thực tế động tác thì tôi giải thích. Thôi vô lòng quay lại. Rồi tách rộng hai chân mồng vai, tiếp tục thì cái bàn này. Tay đưa về sau. Rồi để lên hai bàn chân cẳng chân song song với nhau, ngửa đầu về sau. Đừng bao giờ hỏi cái chuyện là động tác dễ hay khó nữa nhé. Động tác thì giống nhau hết, nhưng có người tập căng, có người tập làm sao ít căng. Ví dụ là động tác này, có ai đó họ khỏe, họ đẩy hết công suất và họ đẩy rất là cao. Nhưng có ai đó yếu thì cho hạ thấp thấp thôi, không bắt phải cao đâu. Còn ai yếu nữa thì hạ cái cẳng tay xuống, chống cái cùi chỏ xuống, đúng không? Tùy vào sức của mình, không ai ép ai hết. Thì đó chính là Jin Yoga nhé, tập theo sức của mình. Và dễ hay khó không quan trọng, quan trọng là theo được đủ cái thời gian 3 phút, 7 phút và mức độ nâng cao. Không cần đến mức độ nâng cao đâu, mọi người chỉ cần đạt mức độ trung bình khá thôi, trung cấp thôi là đã là khỏe hơn người bình thường rất là nhiều lần rồi. Rồi quay lại vấn đề này. Vậy thì khi thu năm giác quan vào và hướng giác quan của mình đến thứ tự ưu tiên thì tùy vào từng động tác chúng ta sẽ hướng tập trung vào nhiều nhất có thể những bộ phận ưu tiên nhé. Ở cái thực tế cái bàn này, cơ lưng sẽ là cái nhóm cơ ở lưng đấy, ở thắt lưng của chúng ta đấy, ở ngang phần eo đấy, là cái nhóm cơ phải dùng nhiều sức nhất để đẩy toàn bộ cơ thể lên, đúng không? Và chúng ta đừng có để làm sao lúc thì 70%, lúc thì 71, lúc thì 75, lúc thì 80, lúc 85, và cứ lên lên xuống xuống liên tục. Nó giống như là lớn tuổi rồi mà chúng ta vẫn hấp tấp đi vội vã đấy. Nói một là phải hiểu hai, chứ không phải cứ nói một mới hiểu một, hiểu một nửa, nó hấp tấp hồ đồ, đúng không? Người già mà đi cứ va vấp lung tung, người lớn tuổi rồi có trí tuệ rồi mà người ta nói mãi mình không hiểu được, nên mình hồ đồ hấp tấp, đúng không? Cần gì phải người ta nói đâu, mình quan sát, mình lắng nghe, mình cũng có thể đoán được ý rồi. Thì cũng giống như việc mà mình đặt tập cái bàn này, mình đẩy bừa phát 100% sức, nhưng mà mình chỉ đẩy được 20 giây thì mình mệt quá, mình tụt sức còn có 20% sức. Sau đó mình lại thấy nó nhẹ quá, mình lại đẩy lên 80% sức. Sau đó nữa nhọc quá, mình cứ thay đổi liên tục. Có nghĩa là động tác mình nó bị làm sao không thiền được trong tư thế nhé. Và từ khóa này, bất động trong tư thế chỉ là từ khóa chung chung thôi. Chính xác này, bất động trong bộ phận cơ thể. Thì cụ thể như thế này nhá, chúng ta sử dụng rất nhiều sức ở nhóm cơ lưng để đẩy thật ổn định. Thì vậy chúng ta cần làm sao bất động ở nhóm cơ lưng, có nghĩa là cái tất cả các động tác chúng ta tập ở cái trạng thái là thụ động khi đi vào tư thế rồi, và để nguyên vẫn tư đó, không thêm không bớt, và thụ động chờ hết thời gian, đúng không? Càng tinh càng tốt nha. Rồi hạ xuống tiếp tục này, hai tay túm hai cổ chân thì con thuyền nhá, rất là dễ thôi. Nâng cái chân trái này duỗi ra này, tiếp tục này, nâng cái chân phải lên cũng duỗi lốt. Trong trường hợp chúng ta không thể giữ thẳng được hai chân thì có thể hơi cong một chút. Rồi bình tĩnh này, nhắm đôi mắt của mình lại. Rồi tiếp tục ngủ trong tư thế khoảng 3 phút. Phần căn bản bao giờ cũng lấy con số từ 2 cho đến 5 phút. Và cố gắng này, nếu như mọi người xác định trở thành huấn luyện viên trị liệu đấy, chữa bệnh dưỡng sinh về xương khớp ấy, thì phải hiểu được dòng Jin Yoga. Và đúng là chúng ta xoa bóp thì cứ phải xoa đi bóp lại ở một vị trí khá là nhiều thời gian thì nó mới dễ chịu và thoải mái cũng như hồi phục nhanh, đúng không? Mà chúng ta muốn xoa bóp cho ai đó hoặc bản thân mình mà cứ cù cù đi qua chạy qua chạy lại, chúng ta càng sao cảm thấy dễ chịu và sướng được, đúng không? Thì các buổi sau tôi có thể lấy một vài cái ví dụ, mượn một bạn huấn luyện viên ở đó và tôi bóp cho bạn ấy, đúng không? Bóp và giữ giữ thật tĩnh trong vòng 3 phút, bóp cái nhóm cơ đó tĩnh lại và hoàn toàn có thể cảm nhận được cái sự dễ chịu thoải mái cũng như máu huyết lưu thông nhá. Và mình cũng có thể làm được điều đó rất là dễ thôi, giữ nguyên nhá, cảm giác như ngủ luôn trong tư thế, càng tĩnh càng tốt. Ngủ một giấc ở phần căn bản là 3 phút. Rồi tiếp tục này, hướng năm giác quan vật lý của mình vào trong người, chính xác là đưa nó tới cái vị trí thứ tự ưu tiên. Vậy thì ở thế này, thứ tự ưu tiên là vị trí nào? Chính là
hai cái mông của mình đấy, nó làm sao mà giữ thật cân bằng, và muốn cân bằng được hai cái mông để không đổ thì hai cái chân mình phải co duỗi thật là khéo. Có nghĩa là động tác này tập trung vào việc giữ cân bằng, càng tĩnh càng tốt, và chờ nó mỏi đau ê ẩm nó tới. Và buổi trước mình cũng hiểu được rồi đúng không, cái cường độ cơn đau càng lớn càng dữ dội thì quá trình phục hồi cơ thể nó xảy ra càng nhanh. Và tôi có thể lấy một cái ví dụ nhá, tại sao nữ giới họ lại nhạy cảm hơn nam giới, đó là do cái giác quan vật lý quan trọng nhất là xúc giác. Xúc giác đây không phải là lông nhá, mà chính là bề mặt da thịt, bề mặt da và thịt nhé, chứ không phải là lông đâu. Xúc giác không phải là lông con mèo hay râu con mèo con chó đâu, không phải đâu nhá. Và nữ giới họ cảm nhận được áp lực rất là tốt, có thể là áp lực về vật lý, cũng có thể là áp lực về tinh thần. Và nhờ cái việc mà xúc giác của họ rất nhạy cảm một cách bản năng như vậy, thành ra làm sao họ trở thành người yếu đuối, có thể là chịu một cái áp lực rất là nhỏ họ đã không chịu được rồi, và cái áp lực về thể chất cũng rất là nhỏ nhưng họ không chịu được. Nhưng đấy lại là một cái điều cực kỳ may mắn nhé, nhờ có những cái cảm nhận tốt về áp lực như vậy, thành ra là họ sợ, họ không dám làm tổn thương cái cơ thể của họ. Và đồng thời làm sao hệ thần kinh nó phát hiện ra sớm tất cả những tổn thương, và nó nhắc nhở cơ thể rằng là tổn thương đó đưa năng lượng tới sửa chữa và vá lành đi. Thì thông qua cái giác quan vật lý đó, có phải là mọi người cảm thấy rằng là cái tuổi thọ của mình làm sao kéo dài hơn nam giới không, và chúng ta mắc nhiều bệnh hơn nam giới nhưng lại nhanh phục hồi hơn nam giới đúng không? Và nam giới ít mắc bệnh hơn nữ giới, nhưng mà khi mắc bệnh rồi thì gục rất là nhanh, và thực tế đã được đo lường chính xác nhá. Tuổi thọ của nam giới rất là thấp, thấp hơn nữ giới có lẽ là phải đến 10 20 năm đấy. Rồi, vậy thì rõ ràng cái giác quan vật lý là giác quan gì ạ? Xúc giác vô cùng quan trọng, nó cảm nhận được áp lực thì ngay tại cái động tác như thế này này. Rất nhiều nam giới là tập cứ chập 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 chờ chập chờn đổ lên đổ xuống, nó đổ lên đổ xuống là không cảm nhận được áp lực lên cơ thể thôi. Và nữ giới những người càng chịu được áp lực lớn thì càng làm sao nhỉ? Giữ được càng tĩnh. Bản thân tôi đây nhá, đang nói chuyện với mọi người đúng không? Và vẫn đang tập, vẫn đang nhắm mắt. Vậy thì rõ ràng là tôi chịu được áp lực rất là lớn, đúng không? Và vừa khỏe như nữ giới, vừa dẻo như nữ giới, mà lại vừa làm sao mạnh mẽ như nam giới. Rồi thu chân của mình lại. Tiếp tục này. Xoay người sang trái nhé, thì con công rất là quen thuộc thôi. Đa phần các động tác của dòng Yin Yoga là tập thụ động, con công này, đúng không? Cái cẳng chân trái gác ngang chiều dài của thảm. Nằm xuống áp má trái xuống thảm. Lát nữa thì đến những động tác rất là khó. Thì mình sẽ thấy rằng là hầu hết các động tác của Yoga Yin đều là tập thụ động. Rõ ràng như thế này chúng ta chỉ cần nằm xuống thôi và chẳng cần làm gì nữa, đúng không? Là tự động cơ thể nó đã tập rồi thì rõ ràng là chúng ta đang tập thụ động đúng không? Rồi tôi sẽ tiếp tục giải thích nhé. Cái cách tập của Yin Yoga. Vừa rồi là chúng ta biết được cái cách tập là thu giác quan vào trong rồi đúng không? Và giữ thật tĩnh tư thế, nhưng chính xác này, nhưng chính xác đóng mở ngoặc nhé, là tập trung vào thứ tự ưu tiên, cái gì trên đời cũng thứ tự ưu tiên hết, ngay cả trong gia đình cũng vậy thôi, có vợ có chồng có con cái có bố mẹ, nhưng vẫn có người được thứ tự ưu tiên hàng đầu, và có người thì được xếp số 1, có người xếp số 2, có người xếp số 3, có người xếp số 7, số 8, và có một số người thì bị bỏ rơi. Thì cơ thể của chúng ta cũng vậy, có một số bộ phận được thứ tự ưu tiên, và trong động tác yoga cũng vậy, theo thứ tự ưu tiên cần phải được quan tâm nhiều nhất đúng không? Vậy thì cái động tác mà chúng ta đang tập này, cái con công này, cái thứ tự ưu tiên hàng đầu chính là cái ổ khớp háng ở phía sau mông chân trái đúng không? Nó chiếm đến 70-80% tổng cái sức tác động vào đó. Vậy thì chúng ta cần phải tập trung 70-80% toàn bộ giác quan vật lý vào đó để điều chỉnh làm sao để không bị chấn thương hoặc là đè vừa sức thôi. Có thể làm ban đầu mình cảm thấy rằng mình chưa làm tốt thì mình đè tầm khoảng 50% sức thôi. Xong chờ một lát bắt đầu cơ thể mình nó mềm dần ra, nó mềm dần ra đúng không? Thì bắt đầu mình tăng thêm khoảng 10% sức nữa thì bắt đầu nó lại đau. Và chúng ta lại chờ đợi một lát nữa, có thể là chờ đợi 5 30 giây hoặc là 1 phút hoặc 1 phút rưỡi thì bắt đầu da thịt của mình lại mềm dần ra và mình lại đè thêm khoảng 50% nữa. Có nghĩa là chúng ta có thể hoàn toàn tập được 100% sức của mình với cái biên độ rất là lớn của cái động tác, nhưng không thể tập được hết ngay từ ban đầu nhé, mà phải tập từ từ thôi. Từng bước, từng bước, từng bước một. Ít một, ít một, ít một. Đúng không? Và tùy thuộc vào sức khỏe của từng người hoặc là học viên của mình có thể đè 70% sức luôn, nhưng học viên của mình đè 20-30% sức thôi, đừng để nhọc quá. Mình làm công việc vì đam mê, vì yêu nghề và muốn làm nghề thì mình cái áp lực
cũng như là cái khát vọng của mình về thực hiện tư thế, chinh phục tư thế nó sẽ cao hơn học viên của mình rất là nhiều. Nhưng học viên của mình là dùng để chữa bệnh, chính vì vậy mà cái khát vọng tập luyện của họ không cao, mà họ chỉ đặt cái mục tiêu là tập nó khỏi được bệnh hay không thôi, rồi chống hai tay ngang vai nhổn dây, tiếp tục này, kéo cái chân trái của mình sát vào lòng thì chim bồ câu đầy đủ, co cái chân phải của mình lên kéo. Rồi ở đây thì tùy vào cái năng lực vận động của từng người đúng không, có người kéo vờ vờ rất là đau rồi, mọi người ngoái đầu nhìn nhá, tôi kéo đầy đủ để tăng cái năng lượng lên là chính thôi, thì giáo viên cũng vậy thôi, cố gắng kéo căng căng một chút để tăng cái năng lượng của học viên của mình lên. Tuy nhiên ấy, không phải là tạo ra năng lượng là để kích thích tất cả đội ngũ cùng đi theo, mà là để làm sao tăng cái năng lượng của họ lên thôi, rằng là cái động tác này có thể làm sao càng ngày tập càng đẹp được hơn, càng khỏe hơn và càng nhiều lợi ích hơn. Thì ở đây nhá, có người chỉ kéo một chút thôi đã rất là đau cái mặt trên đùi chân phải đúng không, vậy thì thứ tự ưu tiên để đưa năm giác quan vật lý vào thế thế này là ở đâu nhỉ, ở mặt trên đùi chân phải, chúng ta phải kéo vừa vừa thôi, kéo kéo mà vừa kéo vừa nghe ngóng để làm sao chờ nó mềm cho một chút, ví dụ này kéo khoảng 30% sức thôi, sau đó nhắm mắt lại cúi đầu thả lỏng vai gáy và khoang bụng, chờ giữ nguyên đó, chờ chờ da thịt mình nó mềm ra và nó bớt đau dần đi thì chúng ta lại tăng thêm một vài phần trăm nữa, cứ như vậy nhá, sau khoảng 3 phút hoặc là 7 phút nhỉ, chúng ta có thể vượt lên, có thể nhá, có thể chúng ta đang tập sơ cấp nhưng có thể có một vài động tác chúng ta có thể tập được trung cấp rồi, cũng như có một vài động tác chúng ta có thể tập được ở ngưỡng nâng cao rồi đúng không, chứ không nhất thiết là chúng ta cái gì cũng đuối hoặc là cái gì cũng khỏe. Và thực tế chứng minh là có rất nhiều người là xoạc dọc rất là tốt nhưng xoạc ngang rất là tệ, có nhiều người trồng chuối tốt nhưng lại dạo lưng rất là cứng, ngược lại có người là lưng rất là mềm mại nhưng mà trồng chuối lại rất là kém đúng không. Vậy thì tùy theo năng lực của từng bộ phận cơ thể thì chúng ta sẽ làm sao nhỉ, chúng ta đang đi tìm hiểu đấy, đang đi dùng làm gì ạ, dùng năm cái giác quan vật lý của mình để thông qua các tư thế động tác để tìm hiểu xem cái cơ thể của mình, cái bộ phận đó nó có khỏe mạnh hay không, nó có làm sao nhỉ, nó có tốt hay không, nó có ốm đau gì không. Thay vì trước đây chúng ta còn trẻ còn đi tìm rất là nhiều các thứ trong đời sống hàng ngày, tìm làm sao bỏ hết tất cả sinh mệnh tuổi trẻ cũng như tiền tài các mối quan hệ của mình ra để lao động đi ra ngoài kiếm trí tuệ về, kiếm tiền về, nhưng đến một cái độ tuổi tầm khoảng 40 45 trở lên nhá, thường là trung bình khoảng 40 trở lên thì chúng ta bắt đầu thu về rồi và làm mọi thứ để là tốt cho cơ thể của mình, thực ra mà nói là cũng chẳng quan tâm đến người khác nhiều đâu, mình cung cấp dịch vụ cho họ để mình lấy về quyền lợi thôi, chứ còn họ tốt hay không tốt thì cũng chẳng liên quan gì đến mình nhiều đúng không. Ở ngoài kia có rất nhiều người khỏe mạnh xinh đẹp cũng chẳng có tác động tốt gì tới mình cả, mà họ có tiêu cực đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nhiều mình tới mình đâu, và mình đang thu năm giác quan vật lý vào trong cơ thể và thông qua các tư thế động tác yoga để tìm hiểu xem mình đang khỏe đang yếu ở đâu, và thời gian của giữ tích động tác cứ tăng dần lên và mình cảm thấy làm sao càng dễ dàng chấp nhận được cái cơn đau đó thì có nghĩa là mình đang thiền rất là tốt đấy. Rồi vậy thì đó là cái cách tập của Jin Yoga nhé, rất là dễ, rất là đơn giản đúng không. Và cái điều cuối cùng mà chúng ta quan tâm nhiều nhất đó là lợi ích của tập Jin Yoga, rất là quan trọng nhé, quan trọng vô cùng luôn đấy. Tập Jin Yoga nó được cái gì chứ thì chúng ta mới tập chứ, chứ không phải tập mấy cái động tác quằn tà lằn ngoằn ngoèo để làm cái gì cả, lãng phí thời gian đúng không. Rồi buông cái chân trái của mình ra, đồng thời dựng cái bàn chân trái lên, xoay người nhìn nhá, thấy đèo không, rất là quan trọng này, mỗi chân trên một vai nhá đúng không. Động tác này thì cái cường độ đè vào mặt trên đùi chân phải rất là dữ dội, với điều kiện là chúng ta thân trên của mình lên đúng không, rất là quen thuộc rồi, cẳng chân trước chống vuông góc mặt thảm. Thì ở cái tư thế này đấy, chúng ta rất là khó có thể làm sao nhỉ, điều chỉnh được cái lượng sức ổn định, cái trọng lượng cơ thể ổn định đè vào mặt trên đùi. Thì tôi lấy ví dụ giống như buổi trước mình có thể là nghe rồi hoặc là chưa nghe nhé, giả thiết như bây giờ chúng ta dẫm hai chân lên cái bàn cân, cân mà cân nặng kg của mình đấy, có nghĩa là đứng cả toàn thân chúng ta lên cái mặt cân, thì để cái cân nó có thể giữ ổn định và nó cân được cái trọng lượng cơ thể của chúng ta rất là dễ dàng, bất kỳ ai cũng thể làm được. Nhưng nếu như chúng ta để một chân ở dưới đất và một chân dẫm lên cái cân, lúc thì chúng ta dồn trọng lượng lên, lúc chúng ta dồn xuống, lúc chúng ta nhấc chân lên và hạ chân xuống, thì có lẽ cả trong cả buổi chúng ta cũng rất là khó có thể cân được ra cái trọng lượng thân thể của mình đúng không. Thì tương đương với cái động tác mình đang tập này,
mình giả thiết như mình yếu thì mình đè khoảng 30% sức của mình nên mặt chân đùi chân phải thôi, còn mình khỏe thì mình có thể tăng thành 70%. Nhưng đều giống nhau ở một điểm nhá, là chờ đợi cái cơn đau nó đi qua hoặc là dễ dàng chấp nhận được cái cơn đau đó rồi và từ từ vượt qua cơn đau đó bằng cách là tăng dần cái lực đè lên đó. Vậy thì rõ ràng là không có dễ hay khó ở đây nhá, mà chỉ là có vừa sức hay không vừa sức. Mà trong trường hợp chúng ta vẫn không thể làm sao chọn được cái ngưỡng vừa sức thì có nghĩa là chúng ta là người hồ đồ và người không có cái giác quan gì nhỉ, giác quan xúc giác, và không có cái năng lực cảm nhận cái áp lực lên cơ thể. Và thực tế chứng minh nhá, có rất nhiều người bẹo và da thịt không thấy đau, có rất nhiều người bị ung thư giai đoạn gần cuối rồi mới phát hiện ra, nhưng có rất nhiều người chỉ thấy trời nó nóng lắm mà không chịu được rồi, nhọc lúc này không chịu được đâu, bật cho tôi cái quạt lên, cuộc sống như này nó khổ lắm tôi không chịu được đâu, tôi tìm cái cách khác cho nó đỡ khổ hơn, chứ lao động mà làm việc như này nó mệt lắm, tôi không còn nhiều thời gian để mà chịu khổ nữa rồi, tôi còn nhiều cái nỗi lo hơn, để tránh những trường hợp là lãng phí thời gian mình làm cái việc gì đó, đúng không? Vậy thì rõ ràng có rất nhiều người ngoài kia là bị hỏng cái giác quan vật lý là xúc giác và không hề biết khổ là gì. Trong cuộc đời có vô vàn người nhưng không hề biết khổ là gì, và nhà Phật cũng có một câu này: khổ mà không biết mình khổ thì có nghĩa là sướng, nhưng khổ rồi mà không tìm được cách thoát khổ thì đấy mới thực sự là biệt khổ. Thì ở đây này, cái dòng Jiva Yoga cho chúng ta, giúp chúng ta nâng cấp triệt để cái năng lực, cái giác quan vật lý quan trọng nhất chính là gì ạ? Xúc giác, để cảm nhận được cái áp lực. Có rất nhiều người này ăn khổ, uống khổ, ngủ khổ, làm việc rất là khổ. Người ngoài nhìn vào thấy ôi bạn ơi bạn khổ này bạn có chịu được không, người ta bảo rằng tôi quen rồi có sao đâu, đúng không? Nhưng mà tôi nhìn bạn tôi thấy bạn khổ lắm, mà trong khi đó tôi chỉ cần chỉ bạn một vài cách thôi, bạn làm tôi đỡ khổ hơn, và bạn đỡ khổ hơn thì chắc chắn là bạn làm sao có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn và gia đình hơn, đúng không? Cái việc mà để cảm nhận được cũng như mình có được cái giác quan vật lý đó là phải tập luyện mới có được, chứ không phải tự nhiên mà có nhá. Có rất nhiều người cả đời không hề biết khổ là gì, ăn cái gì cũng thấy bình thường, hỏi họ ăn cái món này có ngon không, bình thường. Hôm nay đi chơi có gì vui không, bình thường. Hôm nay có một việc gì đó vui trong ngày không, bình thường. Nghe những người họ trả lời như vậy là mình chán, mình chẳng muốn chơi với họ rồi, đúng không? Có nghĩa là bạn đã bị lỗi rồi, cơ thể của bạn bị lỗi mất một giác quan rồi. Rồi đè gối, nâng người lên, duỗi thẳng chân trái, gập sâu đến mức có thể này, càng căng càng chắc càng tốt nhá. Rồi giữ thật tĩnh, càng căng càng chắc càng tốt. Vậy thì cái lợi ích đầu tiên mà dòng Jin Yoga cho chúng ta đó là giúp chúng ta nâng sức khỏe của các giác quan vật lý lên, và các giác quan vật lý đó còn gọi là chất lượng cảm xúc nhé. Có rất nhiều người ngũ quan đầy đủ, chân tay mắt mũi mồm miệng đầy đủ, không có què mẻ sứt, nhưng mà hỏng một trong năm giác quan vật lý. Tôi nhấn mạnh này nhá, có người chân tay rất là khỏe mạnh xinh đẹp, to mông cong đúng không, da dẻ mềm mại, tóc dài mắt sáng đúng không, tất cả mọi thứ ok good, thậm chí là họ còn có chuyên môn nào đó rất là tốt, có thể là chuyên môn về chăm sóc gia đình, cũng có thể là chuyên môn về cho gà hòn, về xoát nhị hoặc là nhảy múa gì đó, nhưng họ bị tổn thương một giác quan vật lý. Mắt của họ không thể nhìn thấy cái đẹp, tai họ không nghe thấy những âm thanh mà sàng lọc từ những âm thanh có lợi, hoặc là làm sao nhỉ, họ hỏng cái giác quan vật lý quan trọng nhất là giác quan gì, xúc giác, cảm nhận được áp lực, và đối với họ cái gì cũng bình thường, ăn cũng thấy bình thường, chơi cũng thấy bình thường, làm việc cũng thấy bình thường, yêu đương cũng thấy bình thường, cái gì cũng bình thường và bình thường. Cuộc sống của họ cứ bình bình đều đều như vậy một vài chục năm, thậm chí kéo hết cả cuộc đời, đúng không? Vậy thì dòng Jin Yoga cho chúng ta là nâng cấp sức khỏe cảm xúc, và chính xác là nâng cấp chất lượng năm giác quan vật lý. Đấy là cái điều quan trọng nhất và đặc biệt nhất của con người nhé. Con người khác hoàn toàn với con vật là nó có tình cảm, đúng không? Con vật làm gì có giác quan vật lý, làm gì có xúc giác. Mọi người đều có thể xem những cái kênh YouTuber hoặc là TikTok, thấy những cái con ngựa vằn ấy, hoặc là các con hươu con nai mà nó bị cá sấu ăn đấy, nó cắn đấy, xong cái đó sổ hết cả ruột ra, và con ngựa ấy thì nó chạy thoát, nó lên bờ, nó chạy được lên bờ được rồi, nhưng mà nó thấy cái đống ruột nó sổ nó khỏi bụng đấy, nó vẫn quay đầu lại nó cắn đứt cái đống ruột đấy đi, có nghĩa là nó cảm thấy vướng víu và nó cắn đứt cái đống ruột nó vứt đi. Thì mọi người hình dung là đau đến như vậy mà nó vẫn có thể cắn đứt được ruột nó đi để làm sao, để nó tránh bị làm sao được vướng víu. Còn con người mà làm được như vậy đấy, không thấy thấy đau, không có chịu được áp lực như vậy đấy, thì rõ ràng là tương đương với con vật rồi, đúng không? Cái thế giới môi trường nó khác, con người khác hoàn toàn con vật, là chúng ta có trí tuệ
và chúng ta có gì ạ? Có giác quan vật lý, chúng ta sử dụng được giác quan vật lý. Và tương tự như vậy đấy, cũng có rất nhiều con người rõ ràng chứng minh là con người, có giấy chứng minh đàng hoàng là con người, đúng không? Nhưng không hề có một vài giác quan vật lý, và họ cũng chả biết khổ là gì, chả biết vui, chả biết buồn gì cả. Và đôi khi là họ còn bám chấp là tính tôi nó như vậy, tôi thích như thế. Rồi, cái con rắn nhá, chúng ta bước lùi. Cái thứ tự ưu tiên ở như thế này, chúng ta úp mu bàn chân xuống nhá, là kéo giãn năm đốt thắt lưng của chúng ta về phía trước, có nghĩa là hơi đổ nhau người về trước nhá, đúng không? Thứ tự ưu tiên là kéo giãn vào năm đốt thắt lưng, chính xác là đốt 3, đốt số 4 và đốt số 5 ở thắt lưng của chúng ta. Vậy thì tập trung chủ yếu vào đốt thắt lưng, còn tay trống cũng như các bộ phận khác thì chỉ cần quan tâm một chút thôi, giữ thật tĩnh cái sức kéo ở đốt thắt lưng. Giả thiết bây giờ chúng ta thấy nó giãn ra, chúng đang kéo ra khoảng 70% sức của mình và thấy nó giãn ra được 1 cm, thì cố gắng duy trì cái cảm giác đau đó, duy trì càng ổn định càng tốt nhá, tránh trường hợp là bẻ mạnh quá, kéo căng quá, nó đau quá, ai ui và buông ra sớm hơn 3 phút thì chẳng có điều gì xảy ra cả. Và mọi người bị đau xương khớp, bị tổn thương xương khớp đều là do cái gì nhỉ? Cái giác quan vật lý của mọi người quan trọng nhất, liên quan đến xúc giác, không cảm nhận được cái áp lực tác động vào da thịt dẫn tới là tổn thương da thịt. Và tất cả những người bị đau xương khớp, tổn thương xương khớp đều không có hoặc là mất hoàn toàn hoặc là chỉ có một phần rất là nhỏ giác quan xúc giác thôi, và họ bị tổn thương xương là do là giác quan xúc giác của họ kém, tính theo thang điểm từ 1 đến 100 có lẽ họ chỉ có tầm 20-25% thôi, và họ nghĩ là họ có. Rất nhiều người ngoài kia điên nhưng mà có biết mình điên đâu, có rất nhiều người mất một giác quan vật lý nhưng không hề biết là mình bị mất một giác quan vật lý đó. Thì cái việc của chúng ta là huấn luyện viên, chúng ta phải tìm hiểu họ mất giác quan gì đó, và thông qua cái việc đó là mình làm sao đưa ra cái bài tập nó phù hợp với họ, đồng thời dẫn dắt cho họ hiểu được cái vấn đề đó. Dòng Jin Yoga nói rất là nhiều, lải nhải suốt cả các buổi, cũng tập trung vào kiến thức phát triển cá nhân là chính. Chứ còn động tác là nó thụ động rồi từ đầu đến cuối, rất là dễ. Chúng ta thiền luôn trong tư thế rồi, thì cần gì tập nữa, đúng không? Càng tĩnh càng tốt nhá, càng chắc càng chặt chẽ càng tốt. Tôi có thể tổng kết một lần này, cái phần này là phần quan trọng nhá. Tất cả những người bị tổn thương xương khớp đều là do xúc giác của họ không có được cái năng lực cảm nhận tốt về áp lực lên cơ thể dẫn tới là họ bị tổn thương xương khớp. Vậy thì cái nguyên nhân chúng ta đã biết và cái công cụ thì chúng ta đã có. Nguyên nhân thì từ nãy đến giờ tôi chia sẻ đúng không? Còn công cụ chính là động tác của bài tập Yoga. Thì chúng ta chỉ cần làm gì nhỉ? Làm gì đó, làm cách nào đó, làm như thế nào đó để nâng được cái giác quan vật lý của họ lên là xúc giác. Xúc giác của họ bây giờ đang có 25%, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 100 đi. Và chứng minh thực tế này, có rất nhiều người bị thoát vị, thoái hóa, tai biến đến cái ngưỡng mà tê một bên người và đốt cháy da thịt của mình một bên cũng không hề biết đau nhá. Đặc biệt là những người liên quan đến tai biến, đúng không? Và tai biến đúng là họ có đốt cháy cái cánh tay của họ thì chảy thơm phức đi chăng nữa họ cũng không cảm nhận thấy đau là gì, cấu vào có thấy đau đâu, hỏng cái giác quan vật lý đó rồi, đúng không? Tổn thương rồi, cơ thể mình có bệnh mà mình không hề biết gì cả. Vậy thì chúng ta đã tìm được nguyên nhân và tìm ra kết quả rồi, kết quả chính là bệnh tật và nguyên nhân chính là gì ạ? À? Giác quan vật lý của mình xúc giác bị tổn thương. Chỉ cần thay đổi nguyên nhân và nâng cấp nguyên nhân thì tự động quả nó sẽ thay đổi, chứ không phải là tìm công cụ là động tác yoga là chữa được các bạn nhé. Dùng công cụ động tác yoga thay đổi quả thì không bao giờ có được. Rồi dựng hai bàn chân để cho giúp mình đè về, chúng ta thay đổi nhân để tạo ra một quả tốt chứ không phải là sử dụng công cụ để tạo ra một cái quả tốt. Thì tôi lấy luôn cái ví dụ này, giả thiết như giờ nhà tôi có hai cái mít ở phía dưới nhà và hai cái mít đó cái giống thì khá là tốt. Một cây thì bên tính từ cái hướng mà nhìn từ phía ngoài vào thì cây bên phải lá rất là tươi tốt, cây bên trái thì hơi còi. Mặc dù cái thân cây của bên trái thì rất là to bước đầu, nhưng do cái cây bên trái ấy, là ban đầu nó đã bị sâu một nửa thân rồi, và bên phải mặc dù là nó yếu, nó đuối hơn nhưng mà nó không bị sâu. Vậy thì rõ ràng là tính đến thời điểm này là gần 2 năm rồi, thì cái cây bên phải mặc dù ban đầu nó nhỏ hơn nhưng mà cái làm sao cái nhân của nó rất là tốt, thành ra đến thời điểm này nó rất là tươi tốt và nó ra hai được quả rất là to. Còn cái cây nhỏ ở bên trái mặc dù ban đầu là to nhưng bây giờ chẳng hạn là cây nó có bệnh và lá thì luôn vàng cũng như là không bao giờ xanh được, nó chỉ có úa vàng vàng xanh trắng và nó rụng thôi. Và cho dù nó có ra quả chăng nữa thì cái quả nó cũng không ngon đấy, có thể chỉ có sơ thôi cũng chẳng có múi nữa đâu.
Vậy thì rõ ràng cái bệnh tật của chúng ta cũng vậy. Chỉ cần tìm ra được nguyên nhân và thay đổi nguyên nhân đó thì tự động sẽ có kết quả tốt. Chứ không phải là chúng ta muốn cây mít của mình nó ra quả ngon mà chúng ta sử dụng các cái công cụ ví dụ như là phân bón hay tưới cây hay chăm sóc tưới nước nhé. Bản thân cái cây nếu đã sâu rồi thì làm sao có tưới gì đi chăng nữa thì nó cũng làm sao cũng có vòi đèn vào sâu thôi. Vậy thì phải chữa cái sâu chứ không phải là chữa kết quả, đúng không? Và bệnh tật của chúng ta cũng vậy nhé. Rồi giữ thẳng người ra, bước chân phải lên cái đè hông, hai bên giống nhau, mỗi chân trên một nửa cái thảm. Mọi người nhớ lưu ý nhá, không chỉ dòng Jin Yoga tập thế này mà tất cả các dòng yoga khác đều tập tương tự, thậm chí là tất cả các công việc khác trong đời sống cũng tương tự như vậy. Chúng ta chỉ cần thay đổi nhân tự động sẽ có kết quả tốt hơn, chứ không phải là muốn kết quả tốt hơn thì chúng ta sử dụng công cụ để giúp kết quả nó tốt nhé. Thì đấy là chỉ xử lý ở phần ngọn thôi, rất là lãng phí. Hai bên tập giống giống như nhau nhá, và chúng ta cứ làm như vậy thì mình cứ chạy theo thị trường suốt. Hôm nay họ bảo cái này tốt, mai họ bảo cái kia tốt, và đúng là có rất nhiều người bị đau xương khớp, nghe người hàng xóm người ta bảo ăn cái này tốt, chữa ở chỗ này tốt, và chạy đến chỗ này xong lại chạy đến chỗ khác, cứ chạy lung tung khắp nơi, chạy đến năm ba năm rồi bệnh của mình chẳng những không thuyên giảm mà còn nặng hơn, và chúng ta đang làm mất cơ hội hồi phục của chính bản thân mình. Có một từ khóa này, yếu tố cơ hội, có nghĩa là chúng ta có cái cơ hội để khỏe mạnh hoặc làm giàu, nhưng chúng ta không tận dụng cái yếu tố đó và mình làm mất cái cơ hội của mình. Tôi lấy một cái ví dụ nha, giả thiết này, ngày hôm nay các bạn có thể mua được một cái lô đất nào đó chỉ rơi vào tầm 200-300 nghìn một mét thôi, một lô đất ở chỗ vớ va vớ vẩn thì họ có gáy, nhưng các bạn biết được một cái thông tin là tầm khoảng 10-15 năm sau sẽ có một cái dự án làm cái gì ở đó. Vậy thì đây chính là cái chi phí cơ hội các bạn có thể bỏ ra làm sao khoảng 200-300 triệu hoặc là 20-30 triệu cũng có thể mua được 100 cái mét đất ở cái khu vực đó, và sẵn sàng chờ đợi khoảng 10 năm nữa để tạo ra một cái cơ hội lớn có thể đạt được từ tầm 5 7 10 tỷ hoặc hơn nữa, đúng không? Vậy thì đây chính là cái yếu tố cơ hội. Thì tương đương với việc những cái người nào đó mà không có cái trực giác tốt, không cảm nhận được tốt về cơ thể và bị thị trường cuốn theo, cứ nhắc cái này tốt cái kia tốt, hôm nay ai đó người ta bảo mình cái gì, ngày mai người ta bảo mình cái gì, và cứ thế mình thay đổi di chuyển mất toi 3 4 năm rồi, và cái bệnh của mình nó đang ở mức 1 nó chuyển thành mức 10 mất rồi. Có nghĩa là trước đây nó chỉ hơi đau thôi nhưng bây giờ nó trở thành rất là tệ rồi, đúng không? Vậy thì cái chi phí cơ hội của mình nó mất hoàn toàn nhé. Chúng ta vừa mất thời gian, vừa mất sức khỏe, vừa mất tiền bạc, vừa không có cơ hội bổ sung trí tuệ và mất toi đi những cái người bạn tốt. Thì cũng giống như mọi người đang tập cùng với tôi, mọi người may mắn và cái chi phí cơ hội của mọi người là tốt. Và nếu như ai đó gặp được mọi người, gặp được hai bạn đang tập yoga cùng với tôi này và hai bạn đang là huấn luyện viên, đúng không, và các bạn chia sẻ những kiến thức đó để giúp người khác khỏe mạnh, xinh đẹp hơn và chữa được bệnh, vậy thì họ cũng là người may mắn có được cái chi phí cơ hội tốt và tiếp cận được với những người có trí tuệ tốt. Rồi càng tĩnh càng tốt nhá, hai bên giống nhau, cái lực đè vào phần thật là ổn định, giống như chúng ta đang đứng trên cái bàn cân bằng một chân nhưng vẫn phải là cân được trọng lượng cơ thể của mình, chứ không phải cứ đè bừa một cái đau quá ấy ui buông ra xong sau đó lại làm sao, đè bừa một cái cứ thế nó lặp đi lặp lại, và tự động cuối cùng mình nói ra một cái câu cửa miệng đó là ôi trời khó quá không làm được đâu, đau lắm không làm được đâu. Cái câu này có thể mọi người sẽ gặp rất là nhiều trong tương lai khi đi dạy nhá, sẽ gặp cực kỳ nhiều đấy. Rồi nhổm dậy, dựng cái bàn chân trái của mình lên, đè gối xuống thẳng chân phải ra, thì cũng giống như cái câu cửa miệng của những người mà văn hóa người ta hơi kém một chút là người ta hay đèo xíu, đúng không? Đờ cờ là mờ cái này cái nọ cái kia, và thường là nam giới hoặc là những người buôn bán mà gọi là tay chân đấy, chợ búa ấy, nói chuyện rất là vô văn hóa đấy, thì là họ hay gọi đèo xíu như vậy. Còn những phụ nữ đấy, phụ nữ mà hay thuộc cái nhóm mà thích gọi là trình bày hoàn cảnh ấy, thì họ hay có cái câu cửa miệng như sau: không phải nhưng mà, có nghĩa là họ nghe một cái câu chuyện ai đó có thể nói rất là nhiều hoặc là ít, đúng hoặc sai không cần biết, thì bao giờ họ cũng phải muốn trình bày quan điểm của mình chứ, mình đúng hay mình sai, mình thấy hợp lý không hợp lý, thì việc mình nói mình cứ nói tôi xin phép được nói, đúng không, hay cho tôi bạn nói xong rồi tôi xin phép được chia sẻ tiếp cái quan điểm của tôi nhé, nếu nói như vậy thì rất là văn minh, nhưng bao giờ họ cũng chêm vào miệng là không phải, sau đó họ trình bày ra cái quan điểm của họ, hoặc là nhưng mà, đúng không, nhưng mà sau đó mới trình bày, nhưng mà sau lại còn dẹt cái mồm ra một tí cái kiểu hơi điệu điệu nữ tính, không phải nhưng mà, có nghĩa là phủ nhận hết tất cả những thứ mà người khác đang nói, nhưng đấy chỉ là cái câu cửa miệng thôi. Thì đó là những cái câu cửa miệng chúng ta gặp rất nhiều trong đời sống hàng ngày, nhưng cái câu cửa miệng ở trong vận động giáo dục thể chất là ôi rồi khó lắm không làm đâu, đau lắm không này tôi chịu tôi không làm đâu,
Các bạn sẽ gặp rất là nhiều trong tương lai nhé. Mà càng dạy lớp đông thì càng gặp nhiều người như vậy. Nhưng đừng có lo nhé. Đấy chỉ là thói quen thôi, là câu cửa miệng thôi. Càng tĩnh càng chắc, càng tốt, càng chặt chẽ càng tốt nhá. Lưu ý này, phần căn bản chúng ta sẽ giữ tĩnh trong vòng 3 phút. Và trong trường hợp đau quá thì đè vừa vừa thôi. Lát sau nó mềm ra thì lại đè thêm một chút. Lát sau mềm ra lại đè thêm chút nữa. Và cuối cùng chúng ta vẫn giữ được 3 phút nhưng vẫn có thể đạt được 100% sức của mình. Nhưng mà chỉ làm sao? Duy trì được khoảng vài chục giây cuối thôi. Còn các giây đầu thì chúng ta chỉ giữ vài 30% thôi. Có nghĩa là phù hợp với cả người yếu lẫn người khỏe nhé. Chứ không phải lao vào phát tập 100% sức dùng chỉ duy trì được có 20-30 giây. Vậy như vậy là chắc chắn là hồ đồ rồi mà làm bừa. Đúng không? Thì việc việc cái mình làm bừa là một việc. Còn mình phải liệt kê và phải nói thật rõ như vậy. Để học viên của mình hiểu được thì mới không thể làm bừa được. Đúng không? Và tổng kết lại cái phần đó chính là giác quan vật lý quan trọng nhất là gì ạ? Xúc giác, cảm nhận được áp lực tác động lên cơ thể. Và tất cả những bài tập của Yoga đều giúp chúng ta kích thích, kích hoạt cái năng lực vận động, cái năng lực cảm nhận, cảm thụ của giác quan xúc giác. Rồi bình tĩnh này, ngồi dậy, bước chân dưới lên bằng hai chân bằng nhau, đan tay đến căng duỗi đè xuống. Mọi người thì đang tập đúng không, đang hưởng thụ, còn tôi thì vừa tập vừa nói chuyện, mà trong khi đó tôi vẫn giữ được động tác chả kém gì mọi người, trong khi đó chẳng méo cái miệng của mình đi chút nào cả. Vậy thì rõ ràng là tôi rất là khỏe đúng không? Tôi dạy được, tôi nói được, tôi làm được, chứ không phải chỉ bốc phét là chém gió không. Và mọi người cũng phải cố gắng như vậy. Mình đã xác định là mình là huấn luyện viên giáo dục thể chất thì thể chất của mình phải khỏe đúng không? Mình là huấn luyện viên về dinh dưỡng thì chế độ dinh dưỡng của mình ăn phải lành mạnh, có nghĩa là body hình thái cơ thể của mình, năng lượng của mình trông được ổn, chứ không phải mặt thì cứ buồn buồn rầu rầu dáng đi lù cù trông những khổ khổ nhọc nhọc ấy. Bệnh tật thì lại đầy người thì còn dạy được ai nữa đúng không? Phải nâng cấp mình lên chứ. Và cái công cụ yoga là một trong những công cụ để nâng cấp thôi, còn căn bản vẫn phải là cái lý luận để nâng cấp. Thì từ nãy đến giờ, đầu đến giờ thì nói chuyện giả giả nãy giờ đấy, đấy chính là lý luận đấy. Dựa vào lý luận lý thuyết chúng ta mới làm sao có các cái công cụ để thực hành. Rồi chúng ta tiếp tục tìm hiểu nhá. Cái phần tiếp theo, cái lợi ích tiếp theo là cực kỳ to lớn, chẳng kém như cái lợi ích ban đầu. Đặt hai tay vào lưng hoặc là chống hai tay vào đầu gối này, đứng thẳng dài. Rồi, xoay thẳng người về trước này. Tôi xoay người về trước nhé. Bước rất là gọn thôi, chỉ vài giây là xong rồi. Hai tay túm hai cùi chỏ. Nghiêng người sang bên phải. Đây là cái động tác đo lường được nhá. Ai đó có thể là rất là dẻo, đặc biệt là nữ giới. Đúng không? Ban đầu thì tôi chỉ nghiêng tầm khoảng 50% sức của mình thôi. Và tôi sẽ nói chuyện trong vòng khoảng 2 phút. Vẫn giữ được 50% sức nhá. Mặt tiếng không hề bị méo đi. Ngay tại cái lúc này đây đấy, mọi người đang tập và thứ tự ưu tiên là kéo giãn rất mạnh vào cái nhóm cơ eo ở bên trái. Nhưng mọi người thở còn không xong, làm sao mà còn nói chuyện được nữa, đúng không? Vậy thì rõ ràng là tôi chứng minh được là tôi khỏe mạnh và lý thuyết của tôi ứng dụng vào cơ thể của tôi là tốt, là chuẩn, đúng không? Thì tôi mới có thể làm sao vừa tập vừa nói chuyện mà ngôn ngữ miệng của mình có bị nghém méo đi một chút nào đâu, vẫn cứ nói chuyện được bình thường, không bị vấp nhiều, đúng không? Cũng không bị làm sao bị loạn từ. Và đó là từ cái lợi ích gì nhỉ? Máu huyết của chúng ta được lưu thông, năng lượng lưu thông, khí lưu thông, và điều quan trọng nhất là thuốc cũng được lưu thông, đào thải độc tố lưu thông. Nó sẽ giúp cho chúng ta làm sao trẻ hóa lại cơ thể của mình. Có thể trước đây là chúng ta chưa tập yoga, chúng ta trông như là 40 tuổi, trông như người còn 48, 49 ấy, già nua yếu đuối. Thậm chí là chúng ta đang 30 tuổi trông như người 40 tuổi đấy, gọi ông cụ non, bà cụ non, đúng không? Nhưng sau khi tập một thời gian thì năng lượng chúng ta nó tăng lên, ánh mắt nó sáng lên, chân tay đi nó linh hoạt lên, trông người nó cơ bắp lên, đúng không? Da tóc tất cả mọi thứ chúng nó đẹp hơn. Vậy thì rõ ràng là có đo lường được nhá. Sức khỏe của chúng ta được tiến bộ và tăng tiến theo thời gian tập luyện. Rồi rồi được tầm 1 phút rưỡi đúng không? Bây giờ tôi nghiêng 100% sức nhá, mọi người hoàn toàn có thể nhìn thấy trên màn hình này. Và tôi ngả rất là sâu nhưng vẫn nói chuyện được bình thường, mà tôi cũng sẽ cố gắng duy trì và vẫn duy trì được rất bình thường trong một vài phút tiếp theo, vẫn nói chuyện vẫn chia sẻ mà không hề bị hỏng cái ngôn ngữ giọng nói của mình, không bị nhọc nhé. Rồi rất là tĩnh đúng không? Vậy thì cái lợi ích tiếp theo vô cùng quan trọng mà cả xã hội đều hướng tới, chúng ta rất khó có thể trường sinh bất tử, khó nhé, nhưng mà vẫn được, có nghĩa là chúng ta giữ lại cái bộ gen của mình và có thể tiếp tục nhân bản nhân bạn, vậy là trường sinh bất tử rồi đúng không? Tuy nhiên thì không đem lại những trí tuệ của chúng ta thôi, còn cái cơ thể vật lý thì vẫn là đúng là trường sinh bất tử. Còn trí tuệ thì không thể làm sao có mãi được trong cái bộ não này đó được, đúng không? Thay đổi 1.000 cái cơ thể
bộ não nó cũng phải thay đổi chứ, làm gì có một bộ não mà chứa được 1.000 cơ thể, đúng không? Và rồi làm sao nhỉ, chúng ta không thể làm được điều đó, nhưng chúng ta hoàn toàn có cái năng lực là làm trẻ hóa lại cơ thể của mình nhé, hay còn gọi là lão hóa ngược. Còn bình thường là chúng ta lão hóa lành mạnh, có là tự già và tự chết đi theo thời gian. Khi mà chúng ta bắt đầu sinh ra đấy thì đã dần dần đi đến tử vong rồi, thì đó là lão hóa lành mạnh, lão hóa bình thường. Còn lão hóa không lành mạnh có nghĩa là một số bộ phận thì chết trước khi cơ thể của chúng ta hết tuổi thọ, và những người bị ung thư nhỏ biếu các thứ đấy là như vậy đấy, thường huyết áp hút mỡ máu xương khớp rồi lên. Tiếp tục này, nghiêng người sang bên trái, tôi cũng nghiêng vừa vừa đấy nhá, lát nữa tôi sẽ nghiêng hết công suất để mọi người thấy rằng là tôi chứng minh được, đúng không? Và rồi đúng là như làm sao nhỉ, chúng ta không có thể trường sinh bất tử được, và chúng ta có cách để không bị lão hóa tệ, có nghĩa là lão hóa không lành mạnh, và chúng ta có cách, có công cụ, có lý thuyết để lão hóa ngược được, hay còn gọi là gì nhỉ, trẻ hóa cơ thể. Và dòng Gin Yoga giúp chúng ta làm được cái điều đó nhé. Bất kỳ ai tập đúng cách y sĩ như thế này, tôi có thể cam kết trong vòng 3 tháng, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy cái ánh mắt của họ thay đổi rất là tích cực. Trông nó sáng hơn, nó tinh anh hơn, nó khôn ngoan hơn, nó giàu năng lượng hơn, thậm chí là trông nó tươi tắn hơn. Còn ánh mắt một cái lờ đờ vật vờ như giống như cái kiểu người bị thiếu tiền đấy, người bị làm sao có nỗi đau trong người đấy, nỗi đau thì chẳng biết đâu nhưng mà cứ chở bờ đau thì là chính thôi. Còn đầy người bên ngoài kia, đầy người còn đang chiến tranh loạn lạc, còn có tỷ lần chúng ta, đúng không? Họ đang bị đơ giác quan vật lý rồi mà cũng chẳng biết gì cả, họ đang bị sao, cứ mình cũng chẳng có áp lực gì nhưng mà cứ nghĩ và tưởng tượng ra mình đang có áp lực, đúng không? Cái trường hợp đó cực kỳ nhiều trong đời sống hàng ngày nhá. Hay là chuyên môn của tôi nhìn tôi bảo đấy là ngáo, đúng không? Còn những cái người mà người ta có chuyên môn tốt thì người ta bảo rằng là cái người đó bị hỏng một vài giác quan vật lý, hoặc cái giác quan vật lý đó làm sao chỉ có vài chục phần trăm thôi. Thì đó là cái lợi ích mà rất quan trọng nhá. Cái lợi ích cuối cùng quan trọng không hề kém, cực kỳ quan trọng nhá, đó là cân bằng cái sức khỏe của chúng ta trong và ngoài. Thì đây đúng là cả cuộc đời có rất là nhiều người rồi, tôi nghiêng hết công suất nhá. Các bạn thấy rằng là cả hai người đều nhìn thấy rằng là tôi nghiêng rất là sâu, nhưng tôi vẫn nói chuyện được bình thường, đúng không? Tôi đo lường được, tính chắc và chặt chẽ. Chúng ta cân bằng được sức khỏe trong và ngoài cơ thể của chúng ta. Cụ thể này, chúng ta không đu quèn mẻ sứt chân tay đầy đủ, nhưng không hiểu sao lại có một vài bộ phận trong cơ thể chúng ta bị tổn thương, ví dụ như gút, tiểu đường, huyết áp, mỡ máu, nặng nhất là ung thư. Vậy thì để cân bằng được cái điều này rất là khó, tất cả mọi thứ đều hướng tới cân bằng hết. Thì cân bằng ở đây nó giống như này, chúng ta cần ăn nhiều thì sẽ ăn nhiều, chúng ta cần ăn ít sẽ ăn ít, chúng ta muốn gì chúng ta lấy cái đó, chúng ta muốn sở hữu thì sẽ sở hữu, chứ không phải là đói quá vơ bừa tất cả mọi thứ vào lòng, vơ cả những thứ không cần thiết và những thứ độc hại, chứ chưa nói là những thứ ít cần thiết hoặc những thứ rất cần thiết nhé. Và thực tế trong đời sống hàng ngày đấy, đại đa số mọi người đều là vơ tất cả mọi thứ vào lòng nhiều nhất có thể, bao gồm cả những thứ cần thiết, không cần thiết, ít cần thiết và những thứ độc hại. Và đồng thời này, không biết lựa chọn cái gì là cần, ngay cả đến cảm xúc, sức khỏe, tài vật hoặc là trí tuệ, học rất nhiều thứ không cần, có lẽ cả cuộc đời không dùng tới. Và thực tế cũng tiếp tục chứng minh này, 12 năm học phổ thông nhưng có rất ít thứ có thể ứng dụng được vào đời sống, đúng không? Đặc biệt là cái phần toán ở tầm lớp 7, lớp 8 trở lên, tang mới cốt đấy, đúng không? Tang mới cốt, sim mới đồ thị đấy, có lẽ thì bây giờ cả cả cuộc đời của ai đó cũng chả nhớ tới là gì cả. Nhân nhân chia tính toán con số cả cái máy tính cho nó nhanh, khỏi phải tính luôn rồi sẽ đeo lên rồi buông tay Thật thoải mái này. Ngồi xuống thế anh mình quỳ. Rồi. Tôi tổng kết lại toàn bộ kiến thức trao đi của ngày hôm nay nhá. Bất kỳ ai đã và đang chuẩn bị làm huấn luyện viên yoga, có nghĩa là đã từng làm và đang chuẩn bị làm nhá, thì sớm hay muộn mọi người cũng sẽ tìm tới Gin Yoga. Đây là cam kết. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Có thể là mọi người có duyên thì mọi người đến sớm, mọi người ít duyên thì mọi người đến muộn, và vô duyên thì có lẽ là tìm mãi cũng chẳng biết mình nên tập loại yoga nào đó. Và tập đủ các loại, tập linh tinh sẽ đen, cái gì cũng tập, inside một tí, đúng không? Flow tập một chút, tantra một chút, mantra một chút, jhana một chút, hatha một chút, đúng không? Và gym tập một chút. Và cuối cùng hỏi bạn là bạn là huấn luyện viên yoga nhưng yoga gì thì bạn cũng chẳng biết, tại vì chưa bao giờ mình tìm hiểu và đọc một cuốn sách chuyên về cái dòng yoga mà mình đang hướng tới. Thì Jin Yoga
nó sẽ tổng kết lại tất cả những thứ mà chúng ta cần nhất đối với đời sống của mình. Chính là cùng một buổi tập, cùng một quãng thời gian tập, nhưng chúng ta làm sao nhỉ? Vừa nâng cấp được sức khỏe thể chất, vừa nâng cấp được cái chất lượng cảm xúc, có nghĩa là sức khỏe tinh thần của chúng ta lên, đồng thời nâng được cả cái tuệ của chúng ta lên. Thì mỗi một buổi tập mọi người cố gắng dạy một từ khóa, ví dụ ngày hôm nay dạy về từ khóa về tiểu đường, thì bệnh tiểu đường là gì, có bao nhiêu tuýp tiểu đường và nguyên nhân tạo ra cái bệnh tiểu đường, sau đó các cái triệu chứng của bệnh tiểu đường, có nghĩa là chúng ta tìm ra nguyên nhân và gợi ra kết quả, mở ra kết quả, sau đó là các cái giải pháp đến từ tập luyện yoga, ăn uống để chữa được bệnh tiểu đường, và cuối cùng là gì nhỉ, các cái lưu ý để làm sao tránh cái bệnh tiểu đường nó nặng hơn. Rồi thì dòng yoga nó đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu đó, có nghĩa là trong một tiếng tập luyện chúng ta đạt được rất nhiều cái yêu cầu, rất nhiều cái mục đích nhé. Tránh trường hợp là sáng thì đi tập thiền, chiều đi tập yoga, tối thì đi tập bơi, mất thời gian lãng phí, còn thời gian đâu nữa, đúng không? Đa phần mọi người rất là nghèo thì dành thời gian để kiếm tiền là chính, chứ thời gian mà chăm sóc thân thể nhiều như vậy chỉ có những người cực kỳ giàu có thôi thì họ mới có điều kiện như vậy, đúng không? Rồi vậy phần cuối cùng của yoga là gì nhỉ, là các cái lưu ý để có thể phòng tránh, cũng giống giống như là tránh bị tổn thương cơ thể khi tập sai cách. Thì rất là dễ thôi, các bạn chỉ cần hàng ngày tập cùng với tôi, đúng không? Trong 30 buổi này tôi sẽ chỉnh cho các bạn hết, thông qua các thực tế động tác tôi đã nói rất là kỹ và rõ rồi, đúng không? Thì mọi người cũng nói y xì như vậy, các cô các bác cứ tập cùng với tôi, thì ở đây tôi hàng ngày tôi hướng dẫn chăm chỉ mà, tôi vẫn làm việc và vẫn hướng dẫn mọi người rất là chăm chỉ. Và thông qua cái việc tập luyện, thông qua các tư thế động tác, tôi sẽ nhìn thấy rằng những cái tổn thương cơ thể của mọi người, những cái khiếm khuyết của cơ thể mọi người, cũng như là các cái bộ phận đó nó đang còn bao nhiêu phần trăm công suất. Thì đó là cái cơ thể phía ngoài nhé, và cái cảm xúc cũng như giác quan vật lý của bạn, thì tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu bạn. À, bạn có bị ngáo không, bạn có bị hay quên không, bạn có phải khó hình dung về về không gian không. Có rất nhiều người tập đến cả 5 3 năm rồi mà tập vẫn sai, cứ tập là sai, cứ tập là sai, tập mãi càng sửa càng sai. Vậy thì họ bị sao nhỉ? Mất một cái giác quan vật lý liên quan đến toán học, hay còn gọi là trí thông minh toán học, logic, đúng không? Thì các buổi sau tôi sẽ giải thích nhá, đừng có lo nhá, cứ mỗi ngày một chút. Rồi, nhiều người vây hai chân lại. Ai, đan tay lắc lư cái lưng của mình nhá. Đan tay. Rồi, bài tập của ngày hôm nay đến đây là kết thúc ở đây. Mọi người cố gắng nhá. Mỗi hôm một chút, mỗi hôm một chút. Chúng ta muốn trị liệu cho ai đó cái bệnh gì thì chúng ta cũng phải làm sao nhỉ? Biết được cái nguyên nhân tạo ra bệnh đó là từ đâu. Một nguyên nhân đơn giản nhất chính là do cái nghiệp từ cái công việc của họ, hay còn gọi là nghề nghiệp. Nhưng thực ra đấy, đào sâu trong cơ thể thì liên quan đến cái bài hormone, bài bài của buổi trước và bài buổi này nó liên quan đến nhau. Có nghĩa là bài buổi trước mọi người biết được rằng hormone từ đâu nó tiết ra, từ luân xa, từ các tuyến nội tiết. Và ngày hôm nay mọi người biết được rằng cái nghiệp không chỉ đơn giản là cái công việc nghề nghiệp của họ theo nghĩa đen, mà cái nghiệp đấy chính là năm cái giác quan vật lý, đặc biệt là xúc giác cảm nhận áp lực rất là kém. Và thực tế liên tục chứng minh nhé, có rất nhiều người bị tổn thương xương nhưng không hề mình biết mình bị tổn thương xương, chỉ đến khi 3 4 50 tuổi xương nó vẹo nó lệch hẳn đi rồi thì bắt đầu mới đau, và đau lúc đó mới cảm nhận thấy. Vậy thì rõ ràng cái giác quan vật lý là xúc giác chỉ còn được vài chục phần trăm thôi, nhưng có rất nhiều người chỉ hơi đau hơi mỏi một chút là họ đã điều chỉnh được rồi, đúng không? Rồi, bài tập ngày hôm nay dừng và kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Buổi sau chúng ta sẽ gặp nhau tiếp nhé. Tôi sẽ phải tắt liên tục càng nhanh càng tốt để tránh cái video nó quá dài, mình xem nó sẽ chán, đúng không? Và bạn Thu Vân có thấy thắc mắc điều gì thì cứ nhắn tin nhé, nhắn tin tôi trả lời, thì không cần phải hỏi trên Zoom. Rồi, chúc một buổi tối thật là nhiều niềm vui, sức khỏe.